Thưa sư, ý nghiệp của con rất nặng, nhiều khi nghe ai nói chuyện là trong đầu con lại tự khởi lên ý bất thiện, như nghĩ xấu, nghĩ tiêu cực mà con không hề muốn có những suy nghĩ đó. Những suy nghĩ bất thiện đó thoáng qua rất nhanh khiến con không kịp phản ứng để ngăn chặn. Xin sư chỉ cho con cách để con ngăn chặn những ý bất thiện tự khởi lên như vậy. Một trong những cái vấn đề nghiêm trọng của quý vị đó đó là chúng ta không rèn luyện tâm. Giống như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào mà đem lại sự tai hại nhiều như là một cái tâm không được rèn luyện. Này các tỳ kheo, tâm không rèn luyện đem đến sự tai hại. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào mà đem đến sự tai hại như là một nội tâm không có phòng hộ. Một nội tâm không phòng hộ, này các tỳ kheo, thì đem lại sự tai hại. Mà quý vị đó là một cái nội tâm không phòng hộ, một nội tâm không tu tập, một nội tâm không phát triển, một nội tâm yếu đuối, một nội tâm chìm đắm trong các dục, thì tự nhiên quý vị gặp những vấn đề như thế này. Nó giống như bây giờ đó, một người mà nói thôi bây giờ sao mà tôi nhức mình, nhức mẩy, tôi mỏi quá, là một tí xíu là thở hồng hộc. Thì cái vấn đề của họ là gì? Ăn uống quá độ, không chịu tập thể dục, nằm lì một chỗ, cái lối sinh hoạt tiêu cực. Cái vấn đề của họ đó là không phải là làm sao để cho họ hết nhức mỏi, mà vấn đề của họ là họ phải thay đổi lối sống. Phải thay đổi lối sống thì vấn đề của họ mới thay đổi được. Còn không á, thì chỉ có chữ ngọn chứ không chữ gốc. Thành ra đó, cái vấn đề của quý vị đó là gì? Mình phải rèn luyện lại tâm của mình. Rèn luyện là những vấn đề sư vừa nói. Thứ nhất là bớt hưởng thụ các cái dục. Bớt làm một cho dục, bớt chìm đắm trong các dục. Xưa giờ á, mình hưởng dục 10 phần, bây giờ mình ráng còn 5 phần, rồi ráng còn 3 phần, ráng còn 2 phần. Thì khi tâm mình nó bớt dục á, tâm nó mới mạnh mẽ được. Cái thứ hai là chúng ta phải thu thúc các cái giác quan mình. Mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư. Thì khi mình thu thúc lại thì mình mới ít va chạm, thì như vậy mình mới có cơ hội mình phát triển. Một điều nữa đó là gì? Giữ giới. Khi chúng ta không giữ giới, giới hạnh chúng ta có vấn đề là tự nhiên các cái suy tư của chúng ta có vấn đề. Mà sư nói những cái đó nãy giờ quý vị có nhắm có làm được hay không? Giống như bây giờ mình đi vào bệnh viện cứ nói với bác sĩ là tôi bệnh thế này, tôi bệnh thế kia, mà bác sĩ cho thuốc uống thì nói thôi thuốc thì tôi uống không được, bác sĩ kêu kiêng nó thôi cái này tôi kiêng không được, thì bác sĩ chịu thua nha. Cái đó lỗi không phải ở bác sĩ đó. Cho nên quý vị hỏi vấn đề thì sư đưa vấn đề, nhưng cái chuyện quan trọng nhất là quý vị có chịu thực hành để giải quyết vấn đề của quý vị hay không, hay là nghe cho có xong rồi đâu lại vào đấy. Rồi nếu như mà tâm mình không rèn luyện thì nó làm sao mà nó bén nhạy được những cái ác pháp? Tại sao nè, sư nói các vị sư mà có chịu khó tu tập một tí xíu, khi mà một cái ý nghĩ bất thiện nó xuất hiện, vị đó có thể biết, hoặc là vì đó chuẩn bị mà mở miệng ra nói một cái điều ác, một cái điều bậy, ví dụ như là chuẩn bị mở miệng ra chửi một ai đó đi, tự nhiên vì đó biết và vì đó kìm lại. Không phải vì đó giỏi mà vì đó có sự rèn luyện. Còn mình không rèn luyện thì làm sao mình làm được những chuyện này nha. Cho nên quanh đi quẩn lại thì vẫn ráng tu, không ráng thì sư cũng chịu thua thôi. Không biết vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cái góc nhìn như thế nào? Dạ thưa Đại Đức, anh thưa quý vị, Đại Đức hành tọa vừa
nghĩa là đưa ra cái giải pháp á, cho cái vị mà hỏi câu hỏi này. Sư cũng đồng ý cái giải pháp đó, nhưng mà sư muốn nhắn gửi á, đến cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, những cái lời Đức Hành Tuệ nói á, mình phải hiểu hiểu rộng hơn, đó là Đức Hành Tuệ đang truyền tải những cái lời Phật dạy, thưa quý vị. Đó là Đức đang truyền tải những lời Phật dạy. Quý vị hãy cố gắng. Ở đây là quý vị nói là nghĩa là sư chỉ cho con cách để ngăn chặn được những bất thiện như vậy, nghĩa là chỉ là cách thì đó. Cách đó, cách là Đức Hành Tuệ chỉ, mà Đức đang truyền tải lời Phật dạy. Có nghĩa là chỉ có một điều thôi, có nghĩa là mình phải học, có nghĩa là mình phải có niềm tin chân chánh vào Tam Bảo. Mình học theo Phật và mình hành, rồi mình sẽ được những cái thành tựu. Thì cái thành tựu đó sẽ giúp mình ngăn chặn được những cái ý nghiệp mà ở đây cái vị mà đặt hỏi này hỏi nè. Điều đó là cái điều quan trọng nhất. Và ở đây sư muốn nhấn gợi một điều quan trọng đến cái vị mà hỏi câu hỏi này. Như nào? Cái điều rất là quan trọng nha. Là khi mà mình hành theo lời Phật dạy thì mình phải hành tuần tự, giống như Đức Hành Tuệ trình bày đó. Chứ mình đừng có vội, mình nghe một ai đó nói là à, có phương pháp này tu theo kiểu mày ăn liền là rất là nhanh. Theo tôi đi, đảm bảo thí dụ bây giờ theo tôi đi, thí dụ bây giờ đang cái bị đang phiền não, đang bị những cái này, nói theo tôi đi, tu có chừng một tiếng là hết này, hết luôn, hay là hai ngày, ba ngày, năm ngày là hết hẳn luôn, không, thậm chí một năm là hết hẳn luôn. Thì quý vị hãy coi chừng nha, coi chừng nha. Tại vì vì bây giờ những cái tư tưởng mà gọi là tu theo mày kiểu mày ăn liền á, không giải quyết được liền á, mà về nội tâm á, thường thường á, sư thấy nha, thường thường nha, sư thấy là đi sai là Phật dạy. Cho nên á, là hãy lưu tâm vấn đề này, hãy tu theo cách tuần tự mà Đức Hành Tuệ hướng dẫn vị đó, mà chẳng qua là Đức Hành Tuệ chỉ là truyền tải cái lời của Đức Phật dạy thôi. Giờ chị cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi. Chúng ta qua cái